It's the second part of the party. Oh my god. Sáu tháng rồi là mẹ mấy đứa đẻ là có mấy chục triệu à? Và sau làm ngoài tính tiếp. Simon quay ngay cho bà ơi, đang ăn, đang gấp. Mày nghe mẹ. Uống rượu bia. Uống rượu. Uống rượu nhá. Ờ, cá rượu như này. Không sao. Không sao. Nghe, nghe, không thích, không vui. Chắc khỏe á. 16 chiếc. 16 chiếc. Ơ, cái này. Công. Tao xuống nhé. Già lộ rồi, không biết nào anh kìa. Nó ép công, ép một, chẳng biết ai cả. Một ngày nó mới trong ca rồi. Cả nghìn ca nó qua là nó nhẹ, mình tiêm thì nó nhẹ, nó không có triệu chứng gì cả. So I'm at the party and I probably had about 10 cups of rice wine already and a couple of beers. But I wanted to show you something that I quite like in England. It's called the black pudding. Here it's like a blood sausage, similar, very similar. But I wanted to show you it. Okay. So that's the blood sausage. And to be honest, it's just very similar to black pudding in England. But I'm going to try it now anyway. The skin is so soft it falls off. Oh. I've been invited to drink rice wine again. The thing with parties in Vietnam, one guy wants a cup of rice wine. But there's 15, 20 guys, so I end up having 20 rice wine in about 5 minutes flat. So, okay. I end up absolutely wrecked. Are you ready? Okay. Quê qua Việt Nam mình đá hay nhỉ? Mà lại ba trái à? Nói chung là trong tầm Đông Nam Á Việt Nam giờ là không ngán ai thôi. Everyone's getting involved, so it's okay. This is my next door neighbor. Hello. My brother in law. Hello. Hi. Hello. My builder. Built the house. And the groom. Xin chào. Xin chào. Okay. Hello. Oh, and I don't know him, but I know him every day. I see him every day. Cheers. Best drink. Nói chung là hút cái tầm bóng đá ở Việt Nam mình ấy. Giật trời. Tầm rất tốt. Tầm bóng đá bây giờ lấy tầm bóng đá. Tầm bóng đá kìa. Oh my god, now hết nha. Yeah. Hai chùm rất nhiều. Ôi trời ơi. Hai chùm chưa? Đấy, đúng chùm nhiều Việt Nam chưa? Trời ơi. Có tầm. They're not running out of rice wine. Jesus. There's a whole... Oh man, that's a whole vase. A whole bottles full of rice wine. My God. Amazing. Đây. Chúc bà ăn. Rồi. Chúc bà ăn. Hello. Oh. Hey. Oh. Tên là gì nè? Oh. Tên là gì? Tên là gì? À. Phạm Thế Duyệt. Lê Duyệt. Không biết nữa. À, không biết à? Không biết. Tên là gì? Lê Duyệt. Tên là gì? Phạm Thế Duyệt. Phạm Thế Duyệt. Hạ Thế Duyệt. Bà tôi nghe. Hạ Thế Duyệt. Ok. Chết Trúc Lương. Ok. Nhập. Mọi người cũng xem đâu. Xem được. À. Yep. Đấy, xem được. Xem được. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Công việc này. Đấy. Xem được. Yeah. Come, come, Steven Spielberg. Đây, đây, đây. Đi.
đúng rồi. Đêm không? Không. Ngồi đây. Mấy trăm về con nhà chú. Này. Bỏ. Bỏ. Này ấy là nó phải lên thư viện nó có vào nên nó không vào thư viện được lấy sách tham khảo. Con gái tôi hơi vất vả tí bởi vì nó con gái học cái thuật hơi vất vả. Vật lý là vất vả. Nhà vẫn nộp tiền nhà ở đây quê cũng nộp tiền nhà đâu. Hôm nọ nộp 5 Sausage, sausage, giò. That's good. Cảm ơn. Tinh linh, nêm cho nên tinh linh. Wedding, tinh linh. Cười. Cười. Chú giải là tên là gì? Đổi mẹ không được. Đúng rồi. Mày uống mấy say mình chán đi. Anh uống đi. Sao bởi chấp cách.